Tròn 100 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan không muốn mắc nợ, trả lại tiền cho người hâm mộ. Em không muốn ba em phải mắc nợ, tại vì lúc mà ba em sống á, bệnh á, chưa hề đứng lên tiếng là quyên góp. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đến nhà thắp hương cho đàn anh, nghẹn ngào nhắc lại kỷ niệm. Con gái của anh vẫn như ngày nào. Em khuyên anh đừng muốn đi, anh muốn quà, anh không có bỏ được. Tròn 100 ngày cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, những ồn ào của các thành viên trong gia đình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người nhà quay lưng, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện đang ở nhà của ba và lo chuyện thờ cúng. Trong chia sẻ trên trang cá nhân, con gái nghệ sĩ Vũ Linh thông báo trả lại tiền cho người hâm mộ. Theo đó, cô cho biết đã qua lễ cúng 100 ngày của ba nên không nhận tiền phúng điếu. Sau đó, Hồng Loan cũng liên lạc đến người này và chuyển khoản trả lại. Đồng thời, cô cũng thay bàn thờ mới cho cố nghệ sĩ rộng rãi hơn. Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 6, khi Loan đi vắng thì gia đình có nhận được một bao lì xì từ hai em gái đến thắp nhang cho ba Linh, nói là đại diện fan của ba gửi, trong bao có 2 triệu tiền mặt. Thì hôm nay Loan xin nhờ hai em cho Loan gửi lại ạ, có thể in số tài khoản để Loan gửi lại hoặc đến nhà nhận dùm Loan. Hiện tại Loan chỉ xin nhận tình cảm, ân tình và xin phép từ chối nhận tiền gửi cho ba, vì Loan và gia đình cũng đã hoàn tất lễ cúng 100 ngày cho ba rồi ạ. Một lần nữa Loan cũng xin gửi lời cảm ơn tình cảm của hai em gái, cũng như tất cả mọi người đã yêu thương ba Linh trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, con gái cố nghệ sĩ cũng chia sẻ thông tin mới liên quan đến phần mộ của Vũ Linh. Cụ thể, Hồng Loan cho biết đã qua 100 ngày của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, nên hoa viên nơi đặt mộ phần Vũ Linh sẽ di rời toàn bộ phần bạt che nắng và di vật đang trưng bày tại đây. Cũng đã qua 100 ngày mất của ba Linh, sắp tới vài ngày nữa hoa viên có xin phép dọn dẹp, tháo hết toàn bộ bạt che nắng cũng như sẽ mang tất cả những di ảnh mà cô chú tặng cho ba con trên mộ lên phòng trưng bày của hoa viên để tiện cho việc chăm sóc phần mộ của ba con từ nay về sau. Vì vậy sau này cô chú có yêu thương ghé hoa viên thăm ba con mà muốn xem hình thì có thể lên phòng trưng bày của hoa viên. Con cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị gần xa đã gửi gắm yêu thương cho ba Linh cũng như đã ủng hộ con suốt thời gian qua. Cũng trong lễ cúng 100 ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Thoại Mỹ, Linh Tý đã đến nhà viếng thăm cố nghệ sĩ. Tại đây, đàn em cũng thắp hương tưởng niệm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Được biết, nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng biết người anh quá cố có sở thích gì lúc còn sống. Cô nghẹn ngào tâm sự, em gái anh cũng như ngày nào, qua đốt thuốc cho anh nè. Còn nhiều lúc khuyên anh đừng uống bia nữa, mà anh cũng uống hoài, không bỏ được, thôi thì cũng như ngày nào. Em gái khui cho anh nhé. Luôn xem nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người anh đáng kính trong nghệ thuật, Linh Tý đã cho biết gia đình anh cũng có làm bàn thờ cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng. Được biết, sau buổi lễ tại nhà riêng, Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh có mặt tại nghĩa trang để làm cúng bái cho ba. Hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại hoa viên để thắp hương cho cố nghệ sĩ. Dù được bố trí, sắp xếp nhưng tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh đã vỡ trận, người hâm mộ chen chúc nhau vì quá đông. Tại đây, Hồng Loan được người nhà bảo vệ suốt quá trình cúng. Cô từ chối chụp ảnh cũng như trả lời các câu hỏi của mọi người về vấn đề phân chia tài sản ồn ào vừa qua. Dù con gái cố nghệ sĩ đã từ chối nhắc chuyện lùm xùm nhưng dễ dàng nhìn thấy biển người đông đúc bao vây cô tại nơi an nghỉ của ba. Có thể thấy, ồn ào này Hồng Loan cũng mong được giải quyết sớm để cô quay trở lại cuộc sống thường ngày. Con gái của Vũ Linh cho biết tâm nguyện hiện tại của cô là mong ba được mồ yên mà đẹp, những ồn ào tranh chấp mau lắng xuống để cha được yên lòng nơi chín suối. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.